Beladung, beachten. Beladung tức là tải hàng hóa và beachten là chú ý. Chú ý khi mình tải hàng hóa lên trên xe. Was ist bei der Beladung eines Fahrzeugs zu beachten? Nghĩa là gì? Nghĩa là hãy chú ý những cái gì khi chuyên chở hàng hóa. Tâm điểm để nhớ câu hỏi này á, là cái chữ Beladung có nghĩa là hàng hóa. Đó. Và cái chữ beachten, hai cái này làm tâm điểm thì mình thuộc cái câu hỏi này. Và ý nghĩa của nó là gì? Was tức là cái gì? Fahrzeug có nghĩa là ô tô. Ha? Ô tô. Đó. Thì như vậy đó. À, chú ý những gì khi tải hàng hóa lên xe ô tô. Chú ý là không vượt quá trọng tải quy định và quá sức chịu đựng của trục bánh xe. Tâm điểm để nhớ đó là cái chữ Gesamtmasse và chữ Achslasten. Gesamtmasse tức là trọng tải quy định. Achslasten tức là trục bánh xe quy định. Đó. Không được quá cái trọng tải và cái sự chịu đựng của trục bánh xe. Khi hiểu được tiếng Việt như vậy thì chắc chắn câu này đúng, đúng không? Tại vì tải hàng hóa thì không được quá quy định trọng tải. Nghĩa là câu thứ nhất đúng, đánh dấu chéo vào. Câu thứ nhì bảo rằng là hàng hóa phải buộc chặt, bảo đảm an toàn khi giao thông. Và tâm điểm để nhớ là chữ la đùng và chữ phe xích. La đùng có nghĩa là hàng hóa, phe xích tức bảo đảm an toàn. Thì như vậy ta thấy câu này chắc chắn là đúng, tại vì hàng hóa phải buộc chặt và bảo đảm an toàn, cho nên mình đánh hai câu này. Câu thứ ba là cho phép trọng tải trở nặng thêm 10%. Nghe xong là thấy sai rồi, phải không? Nhưng làm sao để nhớ nó? Tâm điểm của nó là chữ Überladung và chữ 10%. Überladung có nghĩa là quá tải, cho phép quá tải 10%. Nhớ thuộc nha. Nghe xong là thấy sai rồi, tại vì không, bên xứ Đức không có ai cho phép chạy quá tải cả. Nói tóm lại, chú ý khi chở hàng hóa. Was ist bei der Belastung eines Fahrzeugs zu beachten? Tức là chú ý tâm điểm Beladung với lại Fahrzeug. Những gì khi chuyên chở hàng hóa. Câu thứ nhất, die Zulassung, Gesamtmasse und die Achsen dürfen nicht überschreiten, tức là không vượt quá trọng tải quy định và chịu sức đó. Chú ý Gesamtmasse và chữ Achslasten. Và câu thứ gì? Câu này đúng. Câu thứ gì? Đi lá đúng muss phải kẹt xích, tức là hàng hóa phải buộc chặt an toàn giao thông. Trong đó có chú ý chữ la đùng và chữ phải kẹt xích, tức là an toàn. Câu này đúng. Và câu số 3. Uy bờ lá đúng bị sụt trên percent uy sụt là cho phép trọng tải chở nặng thêm 10%. Cái này là sai. Và chú ý và chữ uy bờ lá đúng và chữ 10% để biết câu đó sai. Nebensluss leuchten einschalten có nghĩa là Nebensluss leuchten đó là cái đèn ở phía đằng sau màu vàng, phía đằng sau đít của xe chiếu rất là sáng, mỗi khi bật sương mù lên thì nó người đằng sau xe, người xe đi sau mình sẽ nhận biết được là đằng trước có sương mù. Wann dürfen Sie Nebensluss leuchten einschalten có nghĩa là khi nào bạn được phép bật đèn báo có sương mù. Để nhớ được câu hỏi này đó, các em phải thuộc cái chữ Nebensluss leuchten. Tại vì tất cả những chữ khác như einschalten hay là khi van, tức là van là khi nào, einschalten là bật đèn lên. Nhưng mà chính yếu thì vẫn là cái Nebensluss leuchten, có nghĩa là đèn báo có sương mù. Khi trời mưa to mà tầm nhìn bị cản trở, tức là khi trời mưa to và tầm nhìn bị cản trở, thì đố các em có nên bật cái đèn báo sương mù hay không? Lặp lại nghe. Wenn durch starken Regen die Sicht behindert wird,
Wenn durch starken Regen die Sicht behindert wird. Wenn là khi, starken Regen là mưa to, die Sicht có nghĩa là tầm nhìn, behindert tức là bị cản trở. Nhớ nghe, là chữ starken Regen có nghĩa là mưa to. Thì mưa to với lại sương mù không dính dáng gì đến nhau cả. Cho nên dù có mưa to nhưng đó không phải là sương mù. Cho nên câu này là sai. Ha? Sai. Tại vì họ hỏi là bật cái đèn báo có sương mù mà trong khi trời, dù trời mưa to, tầm nhìn có bị cản trở nhưng nó không phải là sương mù. Cho nên không được đánh cái dấu ngay đây. Wenn durch Nebel die Sicht weiter 100 Meter beträgt, có nghĩa là khi vì sương mù nên tầm nhìn chỉ còn 100 mét. Cái điểm mà cần chú ý đó là cái Nebel có nghĩa là sương mù và cái 100 mét. Tức là qua hai cái yếu điểm này, Nebel và 100 mét thì mình biết được câu hỏi nói rằng là khi vì trời sương mù nên tầm nhìn chỉ còn 100 mét. Tại đây các em có biết 100 mét nó xa như thế nào không? Thường thường là có nghĩa là xa tới hơn khoảng hai cái ngã tư ở trong thành phố. Đó là 100 mét, tức là rất là xa. Rất là xa thì chẳng có nguy hiểm gì cả. Cho nên câu này sai. Sai. Câu số 3. Giống như câu trên, nhưng chỉ còn có 50 mét thôi. Tức là, wenn durch Nebel die Sicht weiter weniger als 50 Meter. Cho nên, cũng giống như là câu trên, cái tâm điểm để nhớ là chữ Nebel, tức là sương mù, và chữ weniger als 50 Meter thuộc hai chữ này là có thể đánh dấu ngay và đây là đúng. Tại vì 50 mét, tức là các em có tưởng tượng là coi như là mình nhìn dưới hơn cái xe đằng trước, tức là khoảng 10 xe đằng trước, tức là khoảng chừng một ngã tư kế tiếp. Điều này rất là nguy hiểm. Nói tóm lại, khi nào bật cái đèn báo có sương mù lên, thì dù wann dürfen Sie Nebelschluss einschalten, tâm điểm để nhớ là Nebelschluss einschalten. Câu thứ nhất, starker Regen, khi trời mưa to bị cản trở. Nhớ chữ starken Regen, cái này sai. Mưa không dính dáng đến sương mù cả. Và cái thứ nhì là tâm điểm là Nebel với Sichtweite 100 mét. Cái này cũng sai, tại vì 100 mét rất là xa. Và sương mù và tầm nhìn dưới 50 mét, cái này là đúng. Cảm ơn các em đã theo dõi chương trình tự học lý thuyết lái xe. Và đây là các bài của hãng, của nơi in ấn là Verkehrs Verlag của Remagen. Và cảm ơn rất nhiều. Và đừng quên đánh dấu like cũng như truyền tiếp cho những anh em bạn bè khác. Also, mach gut, guten Tag, ciao.